Xin chào các bạn. Trong thời điểm hiện tại thì dịch bệnh đang hoành hành rất là phức tạp, cho nên là chính phủ mình là yêu cầu hạn chế đi ra đường. Với lại bây giờ vật giá leo thang, mình ở dưới quê thì giờ không biết làm gì thôi, giờ suy nghĩ ra để bắt cá bắt cua gì với mương như ăn thôi. Thì hôm nay á, bà xã mình nghĩ ra một cách bắt cá rất là đơn giản. Mời các bạn theo dõi video để biết cách làm nó đơn giản như thế nào nhé các bạn. Đây đã làm xong cái bẫy bắt cá nha các bạn. Bây giờ mình sẽ mời các bạn theo chân mình đi ra ngoài những cái ao tự nhiên để xem cái bà xã mình bắt cá như thế nào nha. Cái bọt trắng trắng đó chính là cá sặc nha các bạn, ở dưới quê mình rất là nhiều. Sau khi mình đặt bẫy xuống khoảng 15 phút thì bây giờ mình sẽ đi thăm nha các bạn, xem coi nó có dính cá hay không. Đây là cái chỗ đặt cái bẫy cá đầu tiên đó, dính cá rồi các bạn thấy không? Đó, dính con cá sặc rồi. Cứ như vậy thì đặt chừng vài ổ là sẽ vô đủ kho khô rồi, là chống đối quả mùa dịch này rồi. Và đây một cái thứ hai nữa các bạn, cũng dính cá là nghe các bạn.
thấy quá đơn giản không? Ủa dính cá rồi. Ôi quá trời cá rồi, chín rồi, 3-4 con luôn. Ôi kìa, không tốn một chút sức lực nào chứ, chỉ đơn giản vậy thôi. Đấy. Mới có chút xíu mà dính được chiêu này thấy các bạn. Đây dính nữa rồi nè. Wow. Và như vậy thì mình cứ lặp đi lặp lại một vài lần nữa, thì sau khoảng 30 phút hoặc 1 tiếng hồ thì mình sẽ đủ để ăn một bữa cơm đạm bạc cùng gia đình trong cái mùa dịch đang rất phức tạp này. Thì hy vọng rằng dịch sớm qua đi, chúng ta cùng nhau chung tay cố gắng vượt qua. Ai ở đâu thì cứ yên đấy, thực hiện tốt chỉ thị của chính phủ. Rất cảm ơn các bạn đã xem video này. Xin chào các bạn.